Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ăn chay và quan niệm của doanh nhân thế giới. Tại Hoa Kỳ, người ta ước lượng hàng năm có đến 134 triệu súc vật và 3 tỷ gia cầm bị giết để cung cấp thịt làm thực phẩm cho dân chúng. Nhưng trong khi mọi người đang vui vẻ thưởng thức các món ăn khoái khẩu đó, có mấy ai liên tưởng đến một số lượng khổng lồ các loài động vật bị giết chết một cách thảm thương để cho thân thể của con người được béo bổ. Đôi khi người ta còn nhẫn tâm đùa cợt trên sự chết chóc một cách thích thú và vô tư lự. Điển hình là danh hề Ronald McDonald. Trong một chương trình truyền hình thương mại đã khôi hài với đám trẻ con rằng: các em có biết hamburger xuất xứ từ đâu không? Chúng được trồng ở vườn hamburger đấy. Đến lò sát sinh, người ta có cảm tưởng như bước chân tới một thứ địa ngục đầy mùi tử khí. Tiếng kêu la thất thanh của những con vật bị đập đầu, bị điện giật hay là bị bắn cũng đều là những cảnh hãi hùng mà bất cứ ai có một chút từ tâm đều không thể chịu đựng nổi. Sau đó, người ta còn treo giò những con vật lên rồi đưa vào nhà máy sản xuất thực phẩm bằng hệ thống di truyền. Đôi khi con vật còn sống trơ trơ, nhưng người ta thản nhiên cắt cổ nó hoặc thẻo thịt nó như một trò chơi một cách thích thú. Một hôm nọ, nhà vô địch quần vợt Peter Bowash đến giếm một lò sát sanh. Khi ra về, ông đã bất nhẫn mà viết những cảm nghĩ của mình trong một quyển sách nhan đề là Sách Dạy Ăn Chay. Có đoạn ông viết: tôi không nỡ bóp nát một cánh hoa mong manh. Tôi đã chơi hockey với hết sức bình sanh của mình. Tôi cũng đã từng dùng dãy và dọc ngang trên các sân quần vợt trong những trận thư hùng. Tôi không phải là loại người yếu đuối, nhưng trước cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến tại lò sát sanh, tôi thấy mình kinh khiếp và lòng mình mềm yếu vì thương hại. Khi tôi rời khỏi lò sát sanh, sự tội nghiệp đã giày vò lương tâm tôi. Tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ có đủ can đảm đi sát hại một con vật giàu lớn giàu nhỏ. Tôi hiểu rằng có những nhân vật lỗi lạc trên thế giới hợp nhau để bàn cãi về các vấn đề vật lý, kinh tế và môi sinh. Cũng có một số người có quan điểm tán đồng với chủ thuyết ăn chay. Song điều làm cho tôi chọn lấy con đường chay là không phải chạy theo chủ thuyết này hay chủ thuyết nọ, mà chính vì những cảnh dã man mà con người đã đối xử một cách tồi tệ với các loài vật không phương tự vệ mà tôi đã tận mắt chứng kiến. Trong thời kỳ cổ Hy Lạp và cổ La Mã, lòng từ bi và những quan niệm về sự đối xử đạo đức luôn luôn là những nguyên động lực chủ yếu khiến một số doanh nhân khép mình trong việc thọ trì trai giới. Ông Pythagore, nhà toán học lừng danh trên thế giới, đã từng khuyên nhủ: này bạn, xin đừng làm dơ nhớp thân thể của mình bằng những thức ăn tội lỗi. Chúng ta đã có bắp, bôm, lê, rau trái, thừa thải, sữa và mật ong ngọt liệm. Quả đất này đã cung ứng cho chúng ta những thức ăn vô tội một cách dồi dào, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa tiệc không can dự vào máu. Chỉ có loài thú này mới ăn thịt loài thú khác vì bản năng tự nhiên và vì đói. Nhưng không phải tất cả loài thú nào cũng vậy, bởi vì trong số đó cũng có các loài như bò, ngựa và trùn đều ăn cỏ. Sử học gia Diogenes kể rằng ông Pythagore dùng điểm tâm bữa sáng bằng bánh mì và mật ong, và dùng bữa ăn chiều với nhiều loại rau quả. Ngài cũng đã thể hiện lòng từ bi bác ái qua những hành động thực tiễn bằng cách nhiều lần trả tiền cho một số ngư phủ để phóng sanh những con cá mà họ đã bắt được trở về lòng biển cả. Ông Plutarch, triết gia Hy Lạp, nhận xét về ông Pythagore như sau: theo tôi, sự từ tâm là lý do chính khiến ông Pythagore kiêng thịt. Ông không nỡ nhìn cảnh giãy giụa và kêu rống thất thanh của những con vật khi bị người ta phanh thây xẻ thịt. Người ta giết những con vật đó không phải vì lý do chúng là thú dữ có khả năng nhiễu hại loài người, mà chính vì mục đích để thỏa mãn khẩu vị của họ mà thôi. Người ta bức tử những con vật nghi thơ không móng vuốt để tự vệ, mà đáng lý ra
theo luật tạo hóa, chúng cũng có quyền sinh tồn, bình đẳng và hiện diện để làm đẹp quả địa cầu này như tất cả mọi loài. Ông còn nhấn mạnh, nếu bảo rằng bản tính tự nhiên của loài người là ăn thịt các loài thú, thì thử hỏi, chỉ với hai bàn tay trắng do tạo hóa sinh ra, mà không cần đến sự trợ lực của dao, mát, hèo, gậy, con người đã làm được gì các loài thú đó? Ông Leonardo da Vinci, sinh năm 1452 và mất năm 1519, nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý, đồng thời cũng là một thi sĩ nổi tiếng trên thế giới, quan niệm ăn chay là đạo đức của con người. Sự ăn chay sẽ tránh được những tội ác vì sát sinh. Ông còn nhấn mạnh rằng, những ai không biết quý trọng sự sống của những sinh vật khác là những kẻ không đáng sống. Cơ thể của những người ăn mặn không khác gì những bãi tha ma để chôn vùi xác chết các thú vật mà họ đã ăn vào. Trong các quyển vở nhật ký, ông thường viết đầy những câu danh ngôn về lòng từ bi bác ái và luôn luôn có những hành động quý thương các loài sinh vật khác. Ông Jean-Jacques Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778, triết gia và là một danh hào người Pháp, đã có những tác phẩm giá trị về mặt tư tưởng đã ảnh hưởng sâu xa đến nền văn học và cuộc cách mạng lịch sử tại quốc gia này. Ông là người chủ trương bênh vực sự hiện hữu của thiên nhiên và cổ suý sự ăn chay. Ông nhận xét rằng, phần đông những loài thú ăn thịt có bản tính hung tợn hơn những loài thú ăn cỏ. Và dĩ nhiên, những người ăn chay trường sẽ hiền từ hơn những người ăn mặn. Ông còn đề nghị những người hành nghề đồ tể không được mời vào làm bồi thẩm đoàn tại các tòa án. Kinh tế gia Adam Smith, sinh năm 1723, mất năm 1790, trong quyển The Wealth of Nations, xuất bản vào năm 1776, đã khuyến khích loài người ăn chay và đã thuyết minh về sự lợi ích của việc thọ trì trai giới. Ông bảo rằng, việc ăn mặn xét ra không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người. Chúng ta đã có ngũ cốc, rau quả, phô mát, dưa và dầu thực vật. Đó là những thức ăn cung cấp cho chúng ta những chất dinh dưỡng dồi dào. Thịt đối với chúng ta sẽ không nghĩa lý gì nếu chúng ta ăn chay đầy đủ và đúng cách. Cùng một quan điểm trên, ông Benjamin Franklin, sinh năm 1706, mất năm 1790, một khoa học gia và là một chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ. Người đã bắt đầu ăn chay từ năm 16 tuổi đã bảo rằng nhờ ăn chay mà cơ thể của ông được trong sạch, tinh thần của ông được minh mẫn, trí óc của ông được tiến bộ và sự hiểu biết của ông được nhanh chóng hơn. Trong một bài tự thuật, ông có bình phẩm những người ăn mặn là những kẻ cố sát. Thi sĩ Percy Shelley, sinh năm 1792 và mất năm 1822, cũng là người ăn chay trường. Ông chủ trương chống bán việc sát hại súc vật để cung cấp thịt cho dân chúng tiêu thụ. Ông đã có lòng dĩ tha và bắt đầu ăn chay trường từ hồi còn là một sinh viên tại trường đại học Oxford. Sau này, ông thành hôn với bà Harriet. Cả hai vợ chồng đều chấp nhận một cuộc sống chay lạc thanh khiết. Trong một bức thư đề ngày 14 tháng 3 năm 1812, bà Harriet đã tâm sự với một người bạn: vợ chồng chúng tôi đã kiêng thịt và ăn chay trường với ông Pythagore vậy. Một số thi phẩm của ông Shelley thường mang tính chất vị tha bác ái, khuyên nhủ mọi người tránh việc sát sanh, nên ăn chay và sống một cuộc đời thanh cao tốt đẹp. Văn hào nước Nga Leon Tolstoy, sinh năm 1828, mất năm 1910, đã thọ trường chay từ năm 1885. Ông chống đối thú săn bắn của một số giai cấp quý tộc và trưởng giả. Ông cũng chủ trương không sát sanh, chủ trương chủ thuyết hòa bình và ăn chay, tôn trọng sự sống của các loài sinh vật khác, kể cả con ong và loài kiến. Ông tiên đoán những bạo động xảy ra triền miên trên thế giới chỉ vì loài người không biết tự chế tham vọng của mình. Sự kiện càng ngày càng tệ hơn
và có thể xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt làm xáo trộn cuộc sống an bình của nhân loại. Trong bài tham luận The First Step, bước đầu tiên, Leon Tolstoy bảo rằng những người ăn thịt là những kẻ phản đạo đức và phạm tội sát sinh. Ông nói thêm, sự sát sinh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha đối với mọi người như đối với chính bản thân mình trở thành những kẻ hung bạo. Nhà soạn nhạc Richard Wagner tin tưởng mạnh mẽ rằng sự sống của mọi loài đều có tính cách bất khả xâm phạm. Ông bảo, ăn chay là một sự dinh dưỡng thuần hợp với bản chất thiên nhiên cứu vớt con người xa lánh những tâm địa và hành động tội lỗi. Đồng thời, ông cũng mong muốn sau này sẽ được hóa sinh về nơi an lạc đời đời. Ông Henry David Thoreau, sinh năm 1817 và mất năm 1862, văn hào Hoa Kỳ, có khuynh hướng chống áp bức nô lệ, chủ trương một cuộc sống thanh bình và thuận lý thiên nhiên. Ông là người ăn chay định kỳ từ thuở nhỏ đã bảo rằng, chúng ta không có trách cứ những người ăn mặn, thực ra vì sự sinh tồn, loài người có thể sát sinh trên một bình diện nào đó. Nhưng đây là một biện pháp bất khả kháng và rất đáng thương tâm. Những người ăn mặn cần phải được hướng dẫn để cải thiện dần đường lối mưu sinh của mình, để họ tự ý thức và tự chọn lựa cho mình những thức ăn chay thanh đạm và cao khiết hơn. Theo sự suy nghiệm của bản thân tôi, thì những sự kiện đó can dự một cách quan trọng vào vấn đề vận số của con người. Tôi tin rằng điều kiện ăn uống có thể cải thiện được. Xuyên qua tiến trình lịch sử của nhân loại, chúng ta há chẳng thấy những bộ lạc ăn thịt người từ thuở xa xưa. Ngày nay, họ không còn ăn thịt lẫn nhau vì đời sống càng ngày càng văn minh hơn và con người trong những bộ lạc đã có ý thức hơn. Trong lịch sử Ấn Độ, vào thập niên 1940 và 50, nhà cách mạng bất bạo động Mohandas Gandhi đã giành lại chủ quyền cho đất nước từ trong tay thực dân Anh quốc. Ông đã từng vào tù ra khám và được nhân dân nước Ấn tôn thờ là bậc thánh nhân, cũng là người đã ăn chay từ thuở nhỏ. Thân sinh của ngài vốn theo đạo Hindu nên gia đình của ngài là một gia đình đạo đức và tất cả đều ăn chay theo giáo lý tốt lành của tôn giáo đó. Song dưới sự cai trị của Anh quốc, những tư tưởng tân tiến Tây Phương đã ảnh hưởng mạnh mẽ và dần dần đánh bạc một số phong tục cổ truyền của nước Ấn. Một số thanh niên thời bấy giờ đã chê bai việc ăn chay trường và thờ đạo bản xứ là hủ lậu, nên họ học đòi theo lối sống Tây Phương, trong đó có việc ăn thịt được họ hăm hở chấp nhận hơn cả. Số người này còn khuyến dụ ông Gandhi theo trào lưu mới như bọn họ, nhưng đã bị ông từ chối. Do đó, ông đã trở thành nạn nhân của sự chê bai dèm xỉm. Họ bảo rằng ăn thịt sẽ tăng cường sức khỏe, nghị lực và lòng can đảm. Nhưng ông Gandhi vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của mình, không hề xao xuyến. Không những thế, ông còn viết tất cả 5 quyển sách chuyên về đề tài ăn chay và khuyên mọi người trì giới. Ông bảo, đã đến lúc chúng ta cần phải sửa sai một số tư tưởng lầm lẫn cho rằng ăn chay sẽ làm cho tinh thần chúng ta bị bạc nhược, thụ động và dục chí phấn đấu. Dù trong tình huống nào, tôi vẫn không xem việc ăn thịt là cần thiết. Hàng ngày, ông Gandhi thường dùng giá lúa mạch, bột hạnh nhân, rau xanh, chanh và mật ong trong những bữa ăn thanh đạm. Chính ngài bảo đã tìm thấy những nguyên lý và giá trị đạo đức của sự ăn chay qua các tác phẩm của nhà văn Tolstoy. Trong quyển Căn bản đạo đức của chủ thuyết ăn chay, ngài viết, tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú. Nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó, ngài cũng bảo chính lòng từ bi là nguyên động lực khiến con người ta ăn chay và tránh sát sinh hơn là vì lý do sức khỏe. Ngài bảo sự tiến bộ về tâm linh đến một mức nào đó, con người sẽ tự ý thức
và thương hại mà không giết chóc những sinh vật tiến bộ về tâm linh đến một mức nào đó, con người sẽ tự ý thức và thương hại mà không giết chóc những sinh vật bạn bè của chúng ta để thỏa mãn nhu cầu của khẩu vị. Kịch tác gia nổi tiếng Bernard Shaw, sinh năm 1856, mất năm 1950, đã được giải thưởng về văn học nghệ thuật Nobel năm 1925. Ông cũng ăn chay trường từ năm 25 tuổi. Ông bảo chính những thi phẩm của Shelley đã làm cho ông thức tỉnh và thấy được sự đạo đức trong vấn đề chay lạc. Ông bảo có lần ông bị bệnh, bác sĩ khuyến cáo ông hãy bỏ cái tật xấu ăn chay đó đi, nếu không ông sẽ toi mạng vì kiệt sức. Nhưng ông vẫn bất chấp, ông cũng mặc kệ trước những mỉa mai của bàn dân thiên hạ, vô công rỗi nghề. Ông bảo chúng ta không nên quan tâm về sự gièm pha của số người chuyên ăn các thay ma của thuốc vật. Ông thường trước tác những kịch bản và những văn phẩm liên hệ tới hành vi đạo đức của con người, tới sự sát sanh và những bạo động trên thế giới. Trong tác phẩm A Modern Utopia, một thế giới toàn chân hiện đại, ông Wells còn ước vọng xa hơn. Trong thế giới toàn thiện đó, loài người sẽ không sát sanh và ăn thịt, dù trước kia họ có phạm phải. Nhưng giờ đây, họ đã vui vẻ dứt đi cái tư tưởng của sự sát sanh. Khi mọi người đều được giáo dục, có một trình độ và lý tưởng tốt đẹp, thì khó mà tìm thấy một người nào đó có đủ can đảm cầm dao sát hại một con vật khác. Chừng đó, tôi sẽ reo vui như một đứa trẻ con và mừng rỡ trong thấy lò sát sanh cuối cùng đã tự đóng cửa. Albert Einstein, sinh năm 1879 và mất năm 1955, nhà bác học nổi danh của thế kỷ thứ 20. Người đã phát minh ra thuyết tương đối và được tặng giải Nobel về vật lý học năm 1921, cũng là một người ăn chay trường. Tuy ông chính thức không theo tín ngưỡng nào, nhưng là một người rất sùng đạo. Ông tin có Thượng Đế và vũ trụ này được điều khiển bởi một cơ trời quyền diệu. Nếu không, thì mọi sự vận hành trong vũ trụ sẽ loạn lên và không theo một quy luật nhất định. Ông là một người yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống của muôn loài và đã từng phát biểu: không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay. Danh hào Isaac Bashevis Singer, sinh năm 1904, từng đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Nobel năm 1978, đã thọ chay trường từ năm 1962. Lúc ông vừa đúng 58 tuổi, ông bảo ông rất lấy làm hối tiếc vì đã kéo dài thời gian ăn mặn quá lâu. Nhưng thà muộn còn hơn chẳng bao giờ ăn chay cả. Ông nghĩ rằng thuyết ăn chay để tránh sát sanh cũng cùng hòa hợp với sự quyển chuyển quyền di của Do Thái giáo. Ông bảo chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, trong khi chúng ta cầu xin Thượng Đế tha tội cho chúng ta, thì ngược lại chúng ta cứ tiếp tục phạm tội sát hại sinh mạng của những động vật khác. Đề cập tới tình trạng sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi sự ăn chay, ông bảo rằng đó là hoàn toàn dựa trên ý thức của loài người. Ông cương quyết bảo, ngay cả việc ăn mặn có tốt cho cơ thể như thế nào chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Rất nhiều triết gia và các nhà truyền giáo trên thế giới đã rao giảng với tín đồ của họ rằng loài thú chẳng qua chỉ là những cái máy không linh hồn và không cảm giác. Những lời rao giảng như vậy là một sự nói láo, là sáng kiến và chủ trương của bọn ma dương và tà đạo. Ha ha ha,